để tôi đọc báo cho quý vị nghe, xong rồi coi quý vị có ai muốn cùng song ca bài Hoang Mang Hồ Quỳnh Hương với tôi không nha. Giữa thủ đô, một nhóm người bịt mặt xông vô nhà dân chém người. Chuyện xảy ra hồi 5 rưỡi chiều ngày 30 tháng 9 tại đường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Hay là ở Gia Lai đó, tan học ra cái một học sinh lớp 11B3, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, huyện Đắk Noa, bị nguyên một nhóm thanh niên lạ mặt quánh tới phải nhập viện luôn. Nguyên nhân là để đòi cha mẹ nó trả nợ theo cái hình thức xã hội đen. Nóng rực nữa nè, tỉnh Phú Yên nè, ông Huỳnh Ngọc Thuận he, chánh văn phòng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, bị tố là có quan hệ bất chính với gái đã có chồng, hai con. Nhưng mà khi thử ADN á, thì hai con này đều không phải con của chồng bà ấy. Chưa hết, ghê nữa nè, tỉnh Quảng Bình phát hiện nam thanh niên 18 tuổi chết ở trong tư thế treo cổ tại cầu La Thớ, xã Đồng Hóa, huyện Minh Hóa, sau khi bị công an gọi lên hỏi điều tra. Có phải là nó tự tè treo cổ nó không? Hay là bị quýnh bầm dập tới tử vong rồi cái dựng hiện trường giả không? Rồi ở Tiền Hải, Thái Bình nữa, gần 30 học sinh lớp 4A1 trường tiểu học thị trấn Tiền Hải bị ngộ độc sau khi liên hoan trung thu tại cái lớp học của mình. Trời trời ơi. Còn nữa quý vị, bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 này ha, lệ phí để mà đăng ký cấp biển số xe bán tải nó sẽ tăng 40 lần, nó tăng từ 500 ngàn tới 20 triệu đồng ở tại các địa phương Hà Nội và Thành Hồ. Đó, bây giờ có ai muốn cùng song ca với tôi bài Hoang Mang Hồ Quỳnh Hương không?